Ở tòa tháp xa xôi, cách biệt tận nơi sâu nhất trong rừng, có một nàng công chúa vô cùng xinh đẹp. Nhưng sắc đẹp của nàng không phải thứ duy nhất khiến người ta đồn đại, mà đó là mặt dây chuyền cỏ 4 lá mà nàng mang theo, thứ khiến người ta có thể gặp được thành công và may mắn. May mắn ư? Điều đó có thật hay không? Trời ơi, thành hiện thực rồi. Khi câu chuyện này được đồn đi khắp nẻo ở Dương Quốc, là những kẻ muốn đổi đời đều ráo riết truy tìm nàng công chúa để cướp đi dây chuyền thần kỳ. Thế nhưng tòa lâu đài được che giấu vô cùng kỹ, đến nỗi sau rất nhiều thất bại, người ta bắt đầu nghi ngờ, tự hỏi liệu tòa lâu đài và nàng công chúa có thực sự tồn tại hay không. Trái ngược với nàng công chúa mang lại may mắn, thì Abando lại là một gã trai vô cùng xui xẻo, thậm chí có thể nói rằng xui xẻo nhất trên đời. Ngày hắn chào đời, gia đình gặp biến cố đến nỗi mất đi tất cả, trở nên vô cùng nghèo khổ. Sau đó, hắn dần dần lớn lên, bất kể thứ gì Abido chạm vào cũng gây ra những xui khủng khiếp. Abido vốn dĩ rất tử tế và chăm chỉ, chỉ là vận mệnh trớ trêu dồn ép hắn quá, khiến hắn bất kể làm gì đều thất bại mà thôi. Thật không? Câu chuyện về nàng công chúa may mắn có thật không? Thật hay không thì ngươi cũng không tìm được nàng đâu. Bỏ cuộc đi. Chú em, có muốn cùng ta thay đổi vận mệnh không? Cuối cùng Abido quá tuyệt vọng, hắn quyết định đầu quân cho bọn trộm cướp, theo chúng truy tìm lâu đài và nàng công chúa may mắn để thay đổi số phận của mình. Đại ca, người dám cho ta theo, để nào người chưa nghe danh xui xẻo của ta sao? Giảm dí, một tên cướp vĩ đại sẽ không bao giờ mê tín, nghe không? Tốt quá, đúng là anh em của ta. Hả? Không sao, chỉ là trùng hợp. Hả? Để ta giúp. Người hả? Còn lại một mình Abido lạc lõng trong khu rừng. Để chứng minh rõ ràng hơn độ xui của hắn, Abido vừa đặt tay lên bức tường lớn để nghỉ ngơi lấy sức thì bức tường kiên cố đổ sập. Từ sau lớp khói bụi hiện ra những cây dây leo dài rủ xuống. Abido bước vào, nhanh chóng ngơ ngẩn trước cảnh tượng hùng vĩ bên trong. Tòa tháp như trong truyện cổ tích từ từ hiện ra. Xung quanh là thảm cỏ 3 lá xanh mượt trải dài ngút mắt. Mau đỡ ta. Vào giây phút cuối cùng, khi đã khiến Vivian yên tâm thả tay, phó mặc số mệnh cho người bên dưới, thì Abedo chợt nhớ ra bàn tay xui xẻo của mình, nên theo phản xạ rụt tay lại. Hậu quả thì ai cũng nhìn thấy rồi. Người tính chơi xấu ta hả? Công chúa định bỏ trốn, người lạ xâm nhập, công chúa bỏ. Mau theo ta đã. Dĩ nhiên lòng tốt của công chúa cũng kèm theo điều kiện. Bỏ qua ân oán cũ, một là ngươi đưa ta thoát khỏi đây và cùng thoát, hai là mẹ ta phát hiện ra và sẽ cho ngươi một trận ra trò. Ta thật sự không cố ý, tất cả là tại bàn tay xui xẻo của ta. Nghe được câu chuyện cuộc đời ngang trái của hắn, Vivian không còn giận Abido nữa. Cả hai cùng đi qua khu rừng già cũ kính để trốn đến thị trấn mà Vivian từng nghe kể. Vivian hứa rằng chỉ cần lẩn trốn thành công ở thị trấn, thoát khỏi cuộc hôn nhân do mẹ sắp xếp, cuối ngày hôm nay nàng sẽ tự động giao sợi dây chuyền 4 lá cho Abido. Trước đó, Vivian luôn bị giam cầm trong tòa tháp, cách biệt với cuộc sống bình thường,
Ngày ngày nàng phải làm đi làm lại những việc nhàm chán, nên khi thấy hội chợ tấp nập, Vivian nhanh chóng bị choáng ngợp tham gia hết sức nhiệt tình. Trái ngược với sự may mắn của Vivian, Abido không những thua thảm hại mà còn phi hụt phi tiêu, khiến rụng mất bản trò chơi của người ta. Vivian bất chấp sự ngăn cản của Abido, nàng nắm chặt lấy tay hắn. Từ giây phút đó, lần đầu tiên Abido cảm thấy mình may mắn vô cùng, họ thắng tất cả các trò chơi giúp đỡ được cả người khác. Chiều tà, một cô gái bất cẩn bị rơi xuống hồ nước gần đó. Hồ nước sâu khiến mọi người e ngại. Abido cũng ngập ngừng, hắn e ngại vận xui sẽ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn. Biết vậy, Vivian tiếp thêm may mắn cho Abido bằng một cách rất đặc biệt. Cũng là lần đầu tiên Abido biết cảm giác giúp được người khác là thế nào. Người trong cuộc thi không còn tâm trí để ý đến điều đó, vì hắn đang bận xao xuyến bởi sự ngọt ngào ấm áp còn đọng trên má. Hai con người trái ngược mọi mặt từ giây phút này đã hiểu được thế nào là tình yêu. Sự tử tế của Abido khiến Vẹt bị bắt cóc cũng đổi phe sang kết thân với hắn. Chết! Trước đó ta đã lỡ mổ lên cây để lại dấu vết cho nữ hoàng rồi. Cái gì? Mẹ của Vivian quả nhiên đã thấy dấu vết. Bà cùng bề tôi tìm đến bắt Vivian về. Bay đâu? Trừng trị hắn, đón công chúa về. Vivian giang sinh để cho Abido rời đi bình an, nàng sẽ ngoan ngoãn quay về với mẹ. Vivian hiểu rằng nếu lúc này làm ầm lên thì sự xuất hiện của công chúa dẫn mai rất có thể sẽ bị lộ ra rộng rãi. Vậy nên bà lặng lẽ dẫn Vivian quay về. Từ bỏ đi, nhìn lại xem, một gã nghèo nàn như ngươi làm sao có thể đem lại hạnh phúc cho Vivian được. Quên tất cả đi. Hả? Đúng vậy, ta chẳng thể xứng được với nàng. Tất cả chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ tuyệt đẹp. Trong lúc đó, Vivian bị mẹ bắt về để chuẩn bị hôn lễ với Richard. Tin ta đi, ta đã hiểu rất rõ Richard. Chàng sẽ bảo vệ và đem lại một cuộc sống tốt đẹp cho con. Nào biết đâu, ngay khi mẹ Vivian có việc gấp phải rời khỏi tháp, hắn bắt Vivian đến căn cứ mật của mình. Mẹ ta thật quá hồ đồ khi tin tưởng ngươi. Ta cũng không muốn thế đâu, nhưng số phận đưa đẩy thôi mà. Tất cả là tại số phận biến ta trở thành một kẻ xui xẻo. Ta nhất định phải tìm ra cách để cải mệnh, trả thù những kẻ đối xử với ta không tốt. Ta tiếp cận ngươi để lấy may mắn, nhưng rất tiếc như vậy vẫn chưa đủ. Phải chiếm được sợi dây may mắn thì may ra. Đừng hòng, ngươi biết sợi dây này gắn liền với ta từ khi sinh ra, không cởi được mà. Đúng vậy, vậy nên ta mới phải lôi ngươi đến căn cứ bí mật của ta. Vivian vừa bị dẫn đi, công việc của nàng vội hớt hải bay đến báo cho Abido biết sự tình. Không chần chừ, Abido theo Vẹt đến thung lũng đen tối giải cứu người thân yêu. Lúc đó Abido ập đến, Richard đang chuẩn bị đẩy Vivian vào trong cổ máy hắn làm. Hả? Mặc cho nàng ra sức chống cự, Abido và hắn giao tranh một hồi, hai bên ngang sức cho đến khi cuốn diện của Richard đến. Tiếp sau đó, mẹ của Vivian cũng vội vàng tìm đến. Làm ơn bình tĩnh lại, ta có cách để tháo sợi dây chuyền. Miễn là ngươi để ta đổi vị trí với Vivian, đừng có làm hại nó. Không, mẹ không được làm vậy. Để chắc ăn họ không giỡn trò gì, Richard bắt giữ mẹ Vivian làm con tin tạm thời. Đợi ta khởi động cỗ máy này, rồi sẽ xử lý đến các ngươi. Ngoan ngoãn vào. Nhưng ánh sáng từ cỗ máy phát lên rực rỡ, rồi khói lan ra sặc sụa. Hả? Dù đã có được sợi dây may mắn, nhưng lúc này Richard vẫn thất bại. Hả? Cái gì? Hả? Tại sao chứ? Lợi dụng sơ hở, Abido lao đến giữ Richard lại, giải cứu cho mẹ của Vivian. Ta xin lỗi, tất cả tại ta mà mọi chuyện thế này. Trước kia ta cũng từng là một người cực kỳ may mắn. Ta bị đức vua nước kế bên giam lại cũng vì năng lực này. Sau đó năng lực này truyền hết sang Vivian khi nó ra đời.
Dựa vào sơ hở của đức vua, ta tìm cách cùng Vivian trốn đi. Ta quá cứng nhắc, khắc khe cũng là vì sợ con gái gặp sai người, bị lợi dụng, chịu cảnh khổ sở như ta. Ta nghĩ mình có thể bảo bọc nó cả đời, cho đến khi phát hiện ra mình bị bệnh, Richard sẽ lo được cho nó nếu ta buộc phải ra đi. Hả? Bảo vật có bốn lá là lời đồn do sự hiểu nhầm thôi. Thứ mang lại may mắn thực ra là Vivian. Ta xin lỗi. Mẹ, con không trách mẹ, là con không hiểu được tấm lòng của mẹ. Mẹ Vivian nhận ra Abendo thật sự là người tốt. Bà không nên đánh giá con người theo định hướng lệch lạc. Abendo được sự khích lệ từ mẹ vợ tương lai và người bạn Việt, cha quyết định lần này phải nắm giữ hạnh phúc đời mình. Ta đã luôn là kẻ xui xẻo nhất trên đời cho đến khi gặp được nàng. Có lẽ tất cả vận may mắn trong cuộc đời của ta được tích góp lại chỉ để ở bên cạnh nàng mà thôi. Vivian, nàng chính là nhánh cỏ bốn lá đẹp nhất cuộc đời của ta, bây giờ và mãi mãi.